Mình thì nếu mà nói về cho anh em nhá, quên đấy. Mình thì nếu mà nói về xây nhà thì mình thích làm nhà gỗ. Nhà gỗ nó tự nhiên mà nó trồng ra được. Còn xây ấy thì mình phá núi đi thì nó lại bão biển. Mình cũng sợ. Xây nó nhiều cái nó bụi bặm hại người. Nó mọc thì nó đỡ. Trước mình làm mộc thì đi làm nhà gỗ thấy là ở đấy nhà nó thoáng mát. Ok, chào anh em nhé.